Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới hoàn thành xong khâu Maruguri của một chiếc xe Innova số sàn được sản xuất năm 2019 nha các bạn. Cuối năm 2019. Chiếc xe này được chủ xe mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy và đã tiến hành làm bảo dưỡng rất là đầy đủ các bạn. Cứ mỗi 5.000 cái số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu sơ lược về tình trạng ngoại thất và nội thất của chiếc xe này để các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Xe thì được sản xuất cuối năm 2019. Nhìn chung về chất lượng ngoại thất và nội thất của chiếc xe thì như một chiếc xe mới rồi các bạn. Đó, các bạn có thể thấy được về tình trạng của chiếc xe. Màu bạc nha các bạn, biển số thành phố luôn. Đó, cho nên là các anh chị và các bạn nào có hộ khẩu thành phố thì không phải lo chi phí 20 triệu phần phí biển số nha. Về phần vỏ thì các bạn hoàn toàn yên tâm, xe này thì mới lăn bánh được hơn 20.000 cây số thôi. Đó, cho nên là tình trạng của vỏ thì còn rất là dài, vỏ theo xe. Đó, các bạn có thể thấy ha. Chiếc xe này thì bên Huy lái về và bên bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra tất cả các hạng mục của xe, 176 hạng mục. Thì như các bạn đã biết thì những cái chiếc xe mà bên Huy lái về thì luôn đảm bảo vấn đề về kỹ thuật, xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, tình trạng động cơ hộp số còn nguyên bản. Và đặc biệt là chiếc xe Innova sản xuất năm 2019 này thì vẫn được bảo hành tại hãng nha các bạn, trên toàn quốc luôn. Bảo hành tới tháng 10 năm 2022. Đó. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe. Xe thì chủ xe có dán phim cách nhiệt rồi nha các bạn. Dán phim cách nhiệt. Rồi, Huy mời các bạn xem sơ lược về phần nội thất bên trong của xe. Các bạn có thể thấy được về phần nội thất của xe thì còn rất là đẹp nha các bạn. Đó. Xe thì đã được chủ xe bọc lại ghế da. Đó. Nội thất thì màu đen kèm với ghế rồi là màu nâu nha các bạn. Rất là mới, cực kỳ mới luôn. Chủ xe đi giữ rất là kỹ các bạn. Đó. Xe đậu trong mát không à. Tình trạng nội thất của chiếc xe này rất là đẹp. Thì Huy có xem qua thì phần nội thất của xe còn mùi của nhựa, mùi của ghế rất là thơm nha các bạn. Còn về nội thất thì không có bị trầy xước gì nha các bạn. Các bạn có thể thấy được những vị trí, những cái điểm này rất là dễ bị trầy khi mà trèo lên xuống á. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì chủ xe giữ rất là kỹ các bạn. Tắp bi cửa và các chi tiết rất là đẹp. Xe thì có gắn đầu DVD này nha các bạn. Đó, DVD từng chi tiết của xe, tắp lô, vô lăng, đây, ghế. Các bạn có thể xem chỗ cần số. Đó. Không bị trầy xước gì hết nha các bạn. Nội thất còn rất là đẹp. Về phía sau thì các bạn có thể quan sát kỹ hơn về phần tắp bi cửa. Và bên Huy thì đảm bảo những vấn đề như keo trùng thì còn đầy đủ nha các bạn. Hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2019. Thì tính ra là nay là được một năm rồi các bạn. Gần được một năm. Đó, các bạn có thể thấy ha, Huy quay chậm từng chi tiết để các bạn có thể thấy được tổng thể về chất lượng nội thất của chiếc xe 2019. Còn rất là mới, Huy đã test sơ qua rồi, đã có kiểm tra.
tất cả hệ thống của xe này hoạt động rất là tốt các bạn. Kỹ thuật đã có bản kiểm tra cũng như là phiếu chứng nhận về chất lượng của xe qua sử dụng. Đó. Ở phía sau thì nếu như mà các bạn ít đi á, các bạn đi không đủ người thì các bạn hoàn toàn có thể dựng cái dãy ghế lên ha, dựng dãy ghế lên nha các bạn, và có thể để đồ rất là thoải mái. Đây, về phần động cơ thì với dung tích là 2.0 và sử dụng công nghệ dual VVTi thì động cơ của Toyota và đặc biệt là đối với Innova sản xuất năm 2019 này thì có công suất rất là lớn, cộng với đó là rất là tiết kiệm nhiên liệu và giảm được cái lượng khí thải ra môi trường nha các bạn. Còn các chi tiết thì các bạn có thể xem kỹ. Từng con bồ lon nguyên bản còn rin hết nha các bạn, chưa đụng chạm gì tới. Đó. Từng dắt điện, các ống nhựa đồ mọi thứ là còn nguyên bản còn rin hết nha các bạn. Rồi thì Huy xin nhắc lại thì chiếc xe Innova được sản xuất năm 2019, cuối năm 2019 nha các bạn. Thì xe mới đi được khoảng hơn 20.000 cây số. Xe được bảo dưỡng chính hãng tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy luôn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xe gia đình đi thôi nha các bạn. Thì hiện tại chiếc xe này Minh Huy đang chào bán với giá là 680 triệu nha các bạn. 680 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Rồi, nếu như các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh để khi mà có sản phẩm mới Huy sẽ đưa lên kênh để cho các bạn xem và đến sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.